đã thi đấu thành công ở giải đi. Chúng tôi đã thuyết minh là anh có mái tóc của gà trống Hoa Mơ. Và trong cái bài gà trống Hoa Mơ thì nó có mấy câu thơ như sau: và anh là gà trống Hoa Mơ, anh đi gặp mái mà bạc phơ mái đầu, mặc đầu thì có sao đâu, nếu không đạp mái sống lâu làm gì. Chết thật, hay quá. Các khán giả giờ đứng ngóng bây giờ mới tốt ngay. Hay quá. Xin giới thiệu trận thứ 3 trong chương trình phá giải nhất thi đấu văn hào của các Quế Hoài Đức, người mang trang phục xanh tay đỏ gặp đô Đức Thắng của Hà, người đã thi đấu thành công giải nhì mang trang phục đen tay xanh, điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đức Thịnh. Mời hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Cảm giác là như là một động tác của kiện tướng Thế Anh, anh Định Santo, nhưng nghĩ thì nào anh này thôi. Chúng tôi biết ngay ý đồ, vừa qua có động tác trước. Và trọng tài Nguyễn Đức Thịnh đang dặn dò hai đội. Hai đó là một tục và trận đấu bắt đầu. Trọng tài bàn đã bấm cửa. Tiêu cực 12 đô vào giữa sớm. Tiếp tục trận đấu, chúng ta đang theo dõi trận thi đấu trong khuôn khổ khóa giải nhất thủ đô văn hào của các Quế Hoài Đức, hiện đang tập huấn ở câu lạc bộ vẫn còn đội. Tất cả như là vật kiểu sumo thì có lẽ là được tính là kết quả như vậy. Xin nhắc Đô Đức Thắng là công dụng động tác đẩy mang thì được lòng tay tư cuộc sắc lo quả phải nói là vì đường bị sức nặng của Đô Đức Thắng, anh có lẽ là gần 100 kg cũng phải bóp nghét trên 90. Nhưng với sức lực mà gồng như thế và với sự phản bọt của đế phương thì những động tác có thể cảm giác như hàng tạ. Từ ngày 1 Tết có những năm kéo dài đến ngày